Ngược dòng lịch sử, cuối năm 1972, quân và dân ta liên tiếp giành nhiều thắng lợi trên chiến trường miền Nam. Đặc biệt sau thắng lợi của chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972 đã buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang, ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Và ngày 27 tháng 1 năm 1973 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Hiệp định Paris được ký kết, nhưng với bản chất hiếu chiến, đế quốc Mỹ vẫn không chịu từ bỏ mưu đồ thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta bằng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Chúng tiếp tục duy trì một bộ phận quân Mỹ ở khu vực Đông Nam Á làm lực lượng răn đe, tăng viện trợ để chính quyền và quân đội Sài Gòn tiến hành phá hoại Hiệp định Paris. Trước tình hình đó, tháng 7 năm 1973, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 họp hội nghị toàn thể lần thứ 21 tổng kết 18 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định phương pháp, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân ở miền Nam. Trước thực tế chiến trường đòi hỏi, quân đội ta phải có những đơn vị chủ lực, cơ động, có khả năng tác chiến chiến dịch độc lập hoặc tác chiến hợp đồng quân binh chủng, làm thay đổi cục diện, giành thắng lợi quyết định trên chiến trường. Nghị quyết hội nghị lần thứ 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 xác định, xây dựng những đơn vị như thế có nghĩa là ta phải có những quân đoàn binh chủng hợp thành, có khả năng cơ động nhanh, có hỏa lực mạnh, có sức đột kích lớn, tiêu diệt từng sư đoàn địch. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam. Bộ đội chủ lực của các đơn vị quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã phát triển lớn mạnh lên một bước. Và để chuẩn bị cho giải phóng miền Nam, thì Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam quyết định thành lập các quân đoàn chủ lực để cùng phối hợp với các đơn vị chủ lực trong chiến trường miền Nam tiếp tục chiến đấu, tiêu diệt chế độ ngụy Sài Gòn và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tháng 10 năm 1973, Bộ Chính trị đã phê duyệt đề nghị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thành lập các quân đoàn chủ lực, tạo sự phát triển mới về thế và lực để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, ngày 17 tháng 5 năm 1974, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 67 QĐ-BQP thành lập Quân đoàn 2. Đồng chí Thượng tướng Song Hào, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cử vào chiến trường, trực tiếp triệu tập Bộ Tư lệnh giao nhiệm vụ cho quân đoàn. Tại chiến khu Ba Lòng, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, đồng chí Song Hào đã phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị và công bố quyết định thành lập Quân đoàn 2, mật danh là Binh đoàn Hương Giang. Thiếu tướng Hoàng Văn Thái làm Tư lệnh quân đoàn, Thiếu tướng Lê Linh chính ủy quân đoàn. Lực lượng gồm 3 sư đoàn bộ binh, sư đoàn 304, sư đoàn 325, sư đoàn 324, sư đoàn phòng không 673, lữ đoàn pháo binh 164, lữ đoàn xe tăng 203, lữ đoàn công binh 219 và trung đoàn thông tin 463. Quân đoàn 2 là quân đoàn gồm các sư đoàn đã chiến đấu trong chiến trường quân khu Trị Thiên từ những năm 65 đến năm 68 và đến năm 72, 73. Sau khi giải phóng tỉnh Quảng Trị xong thì các đơn vị như 304, 305 chúng tôi vẫn chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Cho nên trước cái yêu cầu cách mạng phát triển và Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam quyết định thành lập các quân đoàn chủ lực. Quân đoàn 2 chúng tôi được thành lập ngày 17 tháng 5 năm 1974 tại chiến khu Ba Lòng thuộc tỉnh Quảng Trị. Sự kiện thành lập quân đoàn 2 ngay tại chiến trường ác liệt đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân đội ta trong tổ chức và sử dụng lực lượng. Ngay sau khi thành lập,
Đảng ủy Bộ Tư lệnh, cán bộ chiến sĩ quân đoàn đã quán triệt nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng, xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại, cơ động, nhanh, đột kích mạnh nhằm thực hiện các chiến dịch quy mô vừa và lớn, tiêu diệt địch bằng sức mạnh tác chiến hiệp đồng binh chủng nhằm thay đổi cục diện, giành thắng lợi quyết định trên chiến trường. Cứ mỗi lần có dịp trở lại thăm đơn vị cũ, nơi ông đã từng gắn bó, Trung tướng Phạm Xuân Thệ như được trở về ngôi nhà của mình. Bởi ở đó, có những ký ức của một thời tuổi trẻ được dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Đầy những khó khăn vất vả, nhưng cũng rất đỗi tự hào. Bên lớp cán bộ chiến sĩ trẻ hôm nay, Trung tướng Phạm Xuân Thệ không khỏi xúc động bồi hồi. Những câu chuyện về một thời mưa bom bão đạn chợt ùa về trong ký ức. Để thực hiện giải phóng miền Nam, chiến đánh vào sân bay Tà Cơn, trung đoàn 24. Ngay sau ngày thành lập, các đơn vị trong quân đoàn bước vào huấn luyện, tiếp tục nhận nhiệm vụ ở các chiến trường. Nằm trong đội hình quân đoàn là những đơn vị có bề dày thành tích trong hai cuộc kháng chiến, với những tướng lĩnh tài ba và đội ngũ cán bộ chiến sĩ mưu trí dũng cảm. Cùng với tinh thần chủ động, tích cực và ý chí tiến công cao độ, quân đoàn vừa củng cố, vừa kiện toàn tổ chức, vừa tham gia chiến đấu. Sau khi thành lập quân đoàn 2 xong, thì các đơn vị của quân đoàn tiếp tục huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là trên chiến trường Quảng Trị vừa được giải phóng xong, thì các đơn vị đóng quân ở trên tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thì tiếp tục xây dựng công sự trận địa và xây dựng các cái thao trường để huấn luyện. Và để bảo đảm nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 34 đưa Trung đoàn 66 vào mặt trận Quảng Đà để phối hợp với bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương chiến đấu giải phóng, tiêu diệt và giải phóng quân Lý Thượng Đức thuộc tỉnh Quảng Đà. Chỉ sau một thời gian ngắn, tháng 6 năm 1974, quân đoàn 2 nhận được lệnh của Bộ Tổng Tham mưu và phối hợp với quân khu 5 mở chiến dịch Nông Sơn, Thượng Đức. Nông Sơn là một địa danh nằm trong thung lũng sông Thu Bồn. Thượng Đức nằm trong thung lũng sông Pu Gia, phía tây tỉnh Quảng Đà. Chiến dịch Nông Sơn, Thượng Đức được mở ra. Ta thực hiện quyết tâm diệt gọn quân địch tại chỗ, thu hút giam chân và tiêu diệt một bộ phận lực lượng cơ động của địch, bảo vệ căn cứ Liên hợp quân sự Đà Nẵng, một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của địch ở miền Nam, đồng thời cũng là căn cứ xuất phát các cuộc hành quân càn quét của địch vào vùng giải phóng. Sau khi được giao nhiệm vụ giải phóng quân địch Thượng Đức thì chúng tôi làm công tác trinh sát và nắm tình hình địch. Thì 5 giờ sáng ngày 29 tháng 7 năm 74 là chúng tôi nổ súng đánh chiếm quân địch Thượng Đức. Ngày 31 tiếp tục tổ chức tấn công thì vẫn không thành. Mùng 2, mùng 3 phải dừng lại, sau đó củng cố lực lượng. Đến ngày mùng 5, đêm mùng 5 dạng ngày mùng 6 thì chúng tôi mới tổ chức củng cố tiếp cận lực lượng và tiếp tục tổ chức tấn công. Dạng sáng ngày mùng 7 thì chúng tôi tiếp tục nổ súng tấn công. Thì đến 8 giờ sáng ngày mùng 8, ngày mùng 7 tháng 8 năm 74 chúng tôi giải phóng được toàn bộ quân địch Thượng Đức. Với phương châm hành quân, đánh địch mà đi, mở đường mà tiến và quyết định tổ chức các lực lượng thành 5 khối, hành quân theo nguyên tắc chiến đấu binh chủng hợp thành. Cùng với lực lượng địa phương, các đơn vị của quân đoàn 2 tham gia chiến dịch đã thực hiện trọn vẹn mục tiêu của đợt hoạt động, san bằng chi khu Thượng Đức và toàn bộ các vị trí địch ở xung quanh, giải phóng quận Lỵ Thượng Đức và 4 xã Lộc Linh, Lộc Vĩnh, Lộc Bình, Lộc Quang, mở ra một bàn đạp quan trọng uy hiếp căn cứ Liên hợp Đà Nẵng từ hướng Tây. Cuộc tiến công tiêu diệt quân địch ở Thượng Đức đánh dấu chiến thắng của quân đoàn ngay từ trận đầu ra quân. Chiến thắng Thượng Đức là một đòn mạnh mẽ giáng vào kế hoạch bình định 3 năm 1973-1975 của Ngụy quân Ngụy quyền Sài Gòn, mở toang cánh cửa thép bảo vệ phía Tây Đà Nẵng,
đồng thời có ý nghĩa rất to lớn về mặt chiến lược, tạo thế, tạo lực cho quân ta trong những chiến dịch tiếp theo. Chiến thắng Thượng Đức khẳng định, chủ lực ta áp đảo chủ lực địch. Đây là một trong những cơ sở để Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương hạ quyết tâm giải phóng miền Nam năm 1975. Với tinh thần xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam với khí thế một ngày bằng 20 năm, quân đoàn đã liên tiếp thực hiện thành công cách đánh thần tốc, táo bạo, bất ngờ bằng sức mạnh hiệp đồng binh chủng ngay trong hành tiến. Trước sức tiến công như vũ bão của cánh quân Duyên Hải, các lực lượng địch ở nhiều nơi bỏ vị trí tháo chạy, không dám chống cự. Từ Phan Rang và Phan Thiết, sự phối hợp giữa ba thứ quân, giữa lực lượng tiến công và lực lượng nổi dậy nhịp nhàng, ăn khớp. Tinh thần tích cực chủ động của các lực lượng tại chỗ và sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của nhân dân các địa phương đã tạo cho cuộc tiến công qua các vùng địch còn kiểm soát của quân đoàn được thực hiện thuận lợi. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 là đã bắt đầu chiến dịch với Đà Nẵng đánh rồi. Và đến ngày 26 tháng 3 thì quân đoàn 2 làm chủ được thành phố Huế và giải phóng được Huế và Đà Nẵng. Thì ngày 26 tháng 3 là quân đoàn 2 tiếp tục tiến công vượt qua đèo Hải Vân xuống đánh chiếm và căn cứ Liên Hợp Quân sự ở Đà Nẵng. Sư đoàn 34 là sư đoàn chủ yếu tiến công từ hướng Tây đánh vào Đà Nẵng. Sau khi quân đoàn 2 giải phóng được Đà Nẵng thì Bộ Tư lệnh và Bộ Chính trị quyết định giao nhiệm vụ cho quân đoàn 2 tiếp tục thành một binh đoàn đánh dọc Duyên Hải miền Trung, đánh địch từ Khánh Hòa vào đến Phan Rang, Phan Thiết. Ngày 24 tháng 4 thì toàn bộ đội hình quân đoàn 2 đã tập kết ở đồn Điền Đông Quế, cách thành phố Sài Gòn khoảng 60 cây để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân đoàn 2 được giao nhiệm vụ đảm nhiệm hướng Đông Nam đánh vào thành phố Sài Gòn, tiến công tiêu diệt địch ở tả ngạn sông Đồng Nai, đánh chiếm căn cứ Nước Trong, căn cứ Long Bình, cầu Sa Lộ, chi khu Long Thành, Nhơn Trạch, thành Tuy Hạ, bịt đường không cho địch rút chạy ra biển theo sông Lòng Tàu và đưa pháo tầm xa vào Nhơn Trạch đánh sân bay Tân Sơn Nhất. Bộ Tư lệnh quân đoàn đã chủ trương tập trung lực lượng có tăng cường xe tăng, xe bọc thép, tạo thành mũi đột kích mạnh đủ sức chọc thủng tuyến phòng ngự của địch ở những nơi hiểm yếu, kết hợp chặt chẽ giữa đột phá chính diện với bao vây vu hồi, chia cắt không cho địch rút chạy. Đặc biệt với phương châm chỉ đạo tác chiến là nhanh, mạnh, chắc, hành động táo bạo, mạnh dạn, chủ động kịp thời, nắm chắc thời cơ, vận dụng cách đánh linh hoạt, tổ chức hiệp đồng trong quân đoàn và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhân dân địa phương. Ngày 26 tháng 4, quân ta bắt đầu nổ súng đánh vào nội đô Sài Gòn, mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh. Sự hiệp đồng chặt chẽ phối hợp với các cánh quân trên năm hướng tiến công địch. Binh đoàn Hương Giang cùng với quân đoàn 4 tiến công trên hướng Đông và Đông Nam Sài Gòn là hướng địch phòng thủ kiên cố, mở tung cánh cửa phía Đông và Đông Nam Sài Gòn, chớp thời cơ, tổ chức lực lượng đột kích thọc sâu với quy mô lớn, vượt cầu Sa Lộ đánh thẳng vào nội đô. Đội hình xe tăng và bộ binh đã hùng dũng xông lên húc đổ cánh cổng sắt, đánh chiếm Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các ngụy quyền Sài Gòn, buộc chúng phải đầu hàng vô điều kiện, cắm lá cờ chiến thắng trên nóc phủ Tổng thống ngụy quyền lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi hoàn toàn. 17 giờ ngày 29, binh đoàn tọc sâu chúng tôi bắt đầu hành quân tiến công vào nội đô thành phố Sài Gòn theo quốc lộ 15 từ ngã ba Thái Lan, hành quân đánh chiếm địch ở cầu sông Buông rồi tổng kho Đông Bình qua cầu Sa Lộ. Và 4 giờ sáng thì lực lượng đi đầu của binh đoàn tọc sâu chúng tôi đã đến ngã tư Thủ Đức. Lúc khi giải phóng xong Sài Gòn, cầu Thượng Nhà thì chúng tôi vượt qua Cẩm Thảo Viên đánh thẳng vào Dinh Độc Lập. Đến cửa thì toàn bộ nội các ngồi trong đó rất là đông, khoảng 5-70 người ngồi trong cái phòng đó. Ra thì tôi nói ngay với Dương Văn Minh là các ông đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không có bàn giao gì cả. Thì từ đó là chúng tôi kiên quyết bắt Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu lên chiếc xe dép của tôi và đưa sang đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Sau ngày đất nước thống nhất,
Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quân đoàn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Phát huy truyền thống thần tốc, táo bạo, quyết thắng, lớp lớp cán bộ chiến sĩ quân đoàn đã vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đang làm nhiệm vụ 76, 77 thì chiến tranh biên giới xảy ra. Thì quân đoàn 2 đã tiếp tục được lệnh là hành quân vào chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam cùng với quân và dân Campuchia, cùng với mặt trận 479 và mà các lực lượng chiến đấu ở trên tuyến biên giới Tây Nam của Campuchia. Mà quân đoàn 2 là các cái lực lượng đánh từ Tây Ninh, Sa Mát đánh sang và cùng với quân và dân Campuchia giải phóng đất nước Campuchia, tiêu diệt bọn Pol Pot Heng Samrin, giải phóng được dân tộc Campuchia khỏi cái họa diệt chủng của bọn Pol Pot Heng Samrin. Với những thành tích xuất sắc, quân đoàn 2 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tập thể cá nhân của quân đoàn đã được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quân đoàn 2 cũng tích cực tham gia vào lĩnh vực sản xuất, xây dựng kinh tế, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng để đóng góp hiệu quả vào việc xây dựng quân đoàn ngày càng vững mạnh. Trong những năm vừa qua, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 luôn coi trọng việc chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và xây dựng nề nếp chính quy, quán triệt và vận dụng chủ trương của Quân ủy Trung ương về thực hiện 3 khâu đột phá. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn luôn coi trọng cái việc phát huy vai trò của các cấp, các tổ chức trong đơn vị, trong đó đặc biệt là phát huy vai trò và tính nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, chú trọng vào đội ngũ cán bộ chủ trì thực hiện mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi việc làm của cán bộ thực sự là tấm gương sáng cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị noi theo, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quân đoàn và xứng đáng với truyền thống 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đoàn 2 Anh hùng. Là một trong những đơn vị chủ lực của quân đoàn 2, sư đoàn 304 được thành lập ngay từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Phát huy truyền thống, cơ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên mọi chiến trường. Cán bộ chiến sĩ sư đoàn 304 hôm nay ra sức phấn đấu rèn luyện, xây dựng sư đoàn chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi luôn lấy nhiệm vụ trọng tâm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là hàng đầu. Trong đó quan trọng trọng tâm và tập trung chủ yếu là công tác cán bộ. Thực tế mà nói là cán bộ là cái cốt của mọi công việc. Thì chúng tôi xác định đây là cái đối tượng chính để bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện. Mục đích là để nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của cán bộ các cấp trong việc tổ chức thực hành các cái nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn trong thời gian vừa qua. Đây là những hình ảnh được ghi lại trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới của tiểu đoàn 7, trung đoàn 66, sư đoàn 304. Với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho chiến sĩ. Trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới, đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, động viên kịp thời, giúp họ ổn định tư tưởng, nêu cao quyết tâm, sẵn sàng bước vào huấn luyện. Trong thực hành huấn luyện,
đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, sát với thực tiễn chiến đấu, từng bước nâng cao bản lĩnh cho người chiến sĩ. Bên cạnh đó, trong mỗi bài học huấn luyện, đội ngũ cán bộ đã khéo léo truyền tải những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn chiến đấu của các thế hệ cha anh đi trước để các chiến sĩ mới học tập, áp dụng trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị. Khi bước vào thực hành huấn luyện, chúng tôi kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành và kết hợp với truyền thụ kinh nghiệm huấn luyện sát thực tế chiến đấu. Quá trình hướng dẫn bộ đội ôn luyện, cán bộ chúng tôi từ cấp điều đội trưởng trở lên bám sát đối với từng đồng chí chiến sĩ, từng tiểu đội, từng trung đội để nắm chắc chất lượng của từng chiến sĩ trong từng buổi tập. Từ đó, trong các buổi luyện tập tiếp theo, chúng tôi phân loại, bồi dưỡng, hướng dẫn anh em làm sao cho tất cả các đồng chí chiến sĩ trong thời gian nhanh nhất nắm chắc được các nội dung về quân sự, chính trị và các nội dung chuyên môn mà mình được trang bị trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới ở tại đơn vị, đảm bảo cho các đồng chí chiến sĩ sau 3 tháng nắm chắc được tất cả các cái nội dung mà mình được trang bị, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình huấn luyện ở tại đơn vị. Cùng với các đơn vị trong quân đoàn, lữ đoàn 203 cũng là một trong những đơn vị xung kích trên khắp các chiến trường, lập nhiều thành tích xuất sắc. Tiếp nối truyền thống đã ra quân là đánh thắng của bộ đội tăng thiết giáp, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn quán triệt nghiêm mệnh lệnh chỉ thị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tập trung lãnh đạo nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ, thường xuyên huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Về cái nội dung huấn luyện thực hành, anh em cũng đã nắm được các nội dung, do vậy là quy trình huấn luyện, tổ chức huấn luyện sẽ tiến hành là tổ chức làm hệ thống nội dung, đấy, tiến hành sau đó là kết luận và tiến hành tổ chức là duy trì tổ chức luyện tập. Đối với các nội dung huấn luyện về thực hành ở ngoài bãi về chiến thuật thì tiến hành trước lúc huấn luyện sẽ tiến hành tổ chức làm lập kế hoạch thông qua giáo án và tiến hành bồi dưỡng cán bộ, sau đó tiến hành tổ chức huấn luyện, cũng huấn luyện theo quy trình từ thấp đến cao và kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Trường quân sự là một trong những đơn vị được thành lập trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chiến đấu quân đoàn chủ lực, tạo nên những quả đấm thép, giáng những đòn quyết định để kết thúc chiến tranh. Những năm gần đây, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, nhà trường có nhiều đổi mới trong sàng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên, nhằm đào tạo ra những đội ngũ cán bộ, nhân viên, chuyên môn kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, đáp ứng cương vị, chức trách được giao. Đó thì bản thân chúng tôi cũng đã cố gắng học tập tốt và cố gắng nỗ lực trên các buổi học giảng đường và thao trường, cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt được những nhiệm vụ của cấp trên giao cho. Và chúng tôi vẫn luôn luôn cố gắng để có thể phấn đấu thành một người chiến sĩ, học viên ưu tú, được để không phụ lòng tin tưởng của các đồng chí cán bộ, và cố gắng phát huy truyền thống của nhà trường cũng như của quân đoàn. Quá trình coi như là đào tạo thì duy trì nghiêm về coi như là kế hoạch huấn luyện đào tạo của coi như là các coi như nội dung, và tăng cường về bảo đảm cho coi như là cái đổi mới về công tác coi như là giáo dục đào tạo. Trong đó thì trọng tâm là cái huấn luyện thực hành, huấn luyện về động tác kỹ thuật cá nhân và huấn luyện đêm, để coi như là học viên trong quá trình được huấn luyện và đào tạo của nhà trường là sát với coi như là các đơn vị trong quân đoàn. Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, lớp lớp cán bộ chiến sĩ quân đoàn 2 đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng quân đoàn ngày càng phát triển, trở thành một trong những binh đoàn chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, xứng đáng với truyền thống vẻ vang,
thần tốc, táo bạo, quyết thắng của quân đoàn 2 anh hùng.